chị và em, Cleo và Kukin. Chúng ta nhảy múa và ca hát, Cleo và Kukin. Chúng ta hãy chơi, cười và chơi. Chị muốn cười và chơi với em suốt cả ngày. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Chị muốn cười và chơi với em suốt cả ngày. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Lái xe chở Paula Jean. Đúng là một cuộc đua, thưa người hâm mộ. Leo Chim Ưng đã vượt qua Kukin tia chớp. Và chị đã thắng. Leo Chim Ưng là người chiến thắng. Cô ấy sẽ mang chiếc cúp nắm về nhà. Kukin tia chớp, đúng là một cuộc đua gay cấn. Em có muốn nói gì không? Chơi. Này, chơi thì vui đấy, nhưng vết bầm và băng dính vết thương thì không đâu. Chơi. Này, chị cũng muốn chơi. Đợi đã. Chị thật sự muốn chơi. Tuyệt quá, thành phố tuyệt vời nhất. Đó là một ngày như mọi ngày khác, khi quá vật Godzilla từ nơi sâu nhất của đáy biển xuất hiện. Được rồi, lại nào. Poseen, em có muốn chơi Godzilla không? Tuyệt đấy, nhưng em không thể. Tất nhiên em có thể, vui lắm mà. Chỉ là em phải vẽ, chơi đất nặng, đọc truyện tranh và vẽ. Em đã nói vẽ một lần rồi mà. Việc đó vui mà. Em sẽ làm hai lần. Đúng là nhiều việc thật. Làm cho nhanh lên rồi em chơi với tụi chị nha. Nhanh nhanh nhanh. Xem nữa thì. Siêu nhanh, nhìn nè, em không chậm đến thế đâu. Chị rất xin lỗi. Xin lỗi. Có lẽ bọn chị nên dọn dẹp. Xin lỗi, nhưng em vẽ kiểu gì đây? Em chơi đất nặng kiểu gì đây? Hoặc tới giá sách để đọc truyện tranh? Sẽ mất nhiều ngày. Tất nhiên, đúng vậy. Em không thể tự làm tất cả, nhưng bọn chị sẽ giúp. Bằng cách nào? Em phải chống nạn đây. Tay của em là để vẽ, không phải để đi. Hãy tin bọn chị. Đến giờ chơi rồi. Nhanh lên, túi gấu trúc, mũ tài xế, xe hơi, danh sách gì cần làm. Đi đâu thưa ngài? Việc đầu tiên em muốn làm là hoàn thành bức tranh của em. Đó là tranh vẽ vũ trụ. Được, bám chặt vào. Đi nào, Kukin. Chúng ta đang làm nhiệm vụ chăm sóc Paula Jean. Ôi không, em quên mang màu đỏ rồi. Vậy nó rất quan trọng khi vẽ tranh về vũ trụ. Đừng lo. Ngài còn cần gì nữa không? Vậy là chúng ta đi nhé. Đã xong. Coi vẽ của em. Bản pha màu của em. Xong chưa vậy? Giờ tới chỗ nặng đất của em.
Không, em muốn đọc. Không, đất nặng trước. Đất nặng. Đã xong. Tuyệt quá, chúng ta có cả cảnh sát giao thông. Làm tài xế thật tuyệt. Em làm xong hết rồi. Em đã không thể làm tất cả một mình, kể cả khi không có cây nạn. Tuyệt quá. Vì thế em thật buồn ngủ. Còn bọn chị thì sao? Bọn chị đã đạp xe suốt cả ngày. Em ấy vẫn đang đạp xe, còn tạo ra tiếng máy nổ nữa kìa. Và điều tuyệt vời nhất là giờ chị biết lớn lên chị muốn làm gì rồi. Một tài xế. Quái vật nứt cục. Bốn, năm, sáu. Đừng có hí nha, vậy lạng giang đó. 11. Mười ba. Mười chín. Hai mươi. Chị đi tìm đây. Các em đang ở đâu? Có ở đây không? Bắt được em rồi. Em là người thắng cuộc. Không. Thôi nào, em vẫn có thể thắng mà. Chơi lại nha. 19, 20. Em đi tìm đây. Chị đi tìm đây. Không. Này, đừng giận. Em chưa thua nhiều đến thế đâu. Thôi được rồi, em thua tất cả mọi lần. Chúng ta không thể chơi thế này. Chúng ta phải làm em ấy khỏi nứt cục nữa. Chị biết rồi, hãy làm theo bà để hết nứt cục. Bà nhịn thở như vậy nè. Mẹ này hay hơn nè. Ăn một miếng chanh. Thử uống nước lộn ngược xem. Không. Tất nhiên. Đúng rồi. Nứt là một căn bệnh. Nhưng em đừng lo, chúng ta sẽ loại bỏ nó. Đến giờ chơi rồi. Nhanh lên. Túi gấu trúc. Móng vuốt. Răng. Giọng quái vật. Mềm. Mềm, nhưng chị không mềm. Chị đáng sợ mà. Mềm. Nhưng bọn chị phải dọa em sợ để em khỏi nứt cục nữa. Hãy sợ đi.
Chúng ta không thể dọa được ai. À, em sẽ sớm ổn thôi, bởi bọn chị sẽ khiến em cực kỳ sợ. Nếu em biết chúng ta sai ở đâu, giống như diễn viên thật ấy. Chị sẵn sàng chưa? Một, hai, dạ. Có gì đó nói với chị là chúng ta vẫn chưa đáng sợ chút nào. Đó là vấn đề của diễn xuất. Tập đi tập lại, đến khi chị là nhà vô địch dọa sợ. Hết nứt rồi. Quái vật. Chào. Là em hả? Con quái vật tuyệt nhất. Nhưng em vẫn bị nứt. Đừng lo, chúng ta vẫn có thể loại bỏ nó. Làm quái vật thật tuyệt. Làm quái vật vui thật đấy. Mặc dù chúng ta vẫn chưa thể loại bỏ bệnh nứt cục. Khoan đã, đó là Ramona. Từ nãy toàn là Ramona. Ramona, em đã lừa bọn chị. Và cuối cùng chúng ta đã loại bỏ được bệnh nứt của em ấy. Cookin đã lấy bệnh nứt cho em. Không. Ôi, quái vật. Không có gì mà quái vật không thể giải quyết được. Và điều tuyệt vời nhất là giờ chị biết lớn lên chị muốn làm gì rồi. Một con quái vật.